ta sang nước để trong túi này. Đấy. Thêm bổ sung thêm tăng cường thêm 3 em. Cô Hà Thu nhỉ? Dạ. Có một san kê anh ạ. Đấy gọi là phải làm đúng quy trình đấy đúng không? Vâng ạ. Dạ không ạ. Mà dịch được bảo không nên cho nước cũ vào và nước dưới vào đây. Không sao anh ạ. Chơi thả cá đĩa với lại cá các loại về 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 thủy tinh thì cũng nó cứu phương pháp này thôi. Dạ. Thả hai lần thêm nữa. Thế được rồi anh ạ. Các bạn ra nào. Đó, mất bới ra. Rồi. Ờ, anh đèn lên dõi con đuôi dưới hồ tiền. Rất hay nước. Đã xuống. Thôi xong rồi đi, rồi xong rồi đây. Đấy xong rồi, ngồi rồi. Nước mưa xuống rồi nha, nó không được tí. Tụ vào cái đàn rồi đấy. Tụ vào đàn nữa chưa? Nghỉ ngơi nhá. Dạ. Cùng sai cùng kích thước đẹp.